chúng ta sẽ nói về beta-alanin hôm nay, và beta-alanin có tác dụng hiệu quả như thế nào đối với việc tập gym. Thì trong cái video hôm nay thì shop sẽ chia sẻ cùng với các bạn. Beta-alanin là một axit amin không thiết yếu. Không thiết yếu có nghĩa là cơ thể của chúng ta có thể tổng hợp được, nhưng với cái lượng rất nhỏ như vậy. Thì để beta-alanin có tác dụng rõ rệt trong cái việc nâng cao hiệu suất luyện tập cũng như là nâng cao cái sức bền của bạn, thì cơ thể chúng ta không thể tổng hợp đủ cái lượng đó, và chúng ta phải dung nạp từ thực phẩm bổ sung và đồ ăn có beta-alanin. Beta-alanin có tác dụng tức thời, có nghĩa là khi bạn uống beta-alanin vào cơ thể trên mức 800mg thì cơ thể của bạn sau một thời gian thì sẽ cảm thấy là ngứa, cũng như là cái việc mà bạn đẩy thì nó sẽ mạnh hơn, và có những rep bạn sẽ cố sức mà bạn đẩy thì nó sẽ hiệu quả hơn cái việc là bạn không thể hoặc là không dùng beta-alanin. Beta-alanin kết hợp với histidine sẽ trở thành canosin. Canosin nó sẽ giải quyết cái tình trạng là giải phóng axit lactic trong tập luyện. Axit lactic mà nó càng cao, cơ bắp bạn sẽ càng mỏi, và như vậy bạn không thể nào bạn nâng thêm được hoặc là bạn cố gắng mang tập nữa. Thì cái việc canosin này nó sẽ giảm cái nồng độ axit lactic, và cơ bắp của bạn thì có thể đẩy thêm hoặc là hợp tập thêm từ 60 giây tới 240 giây kể từ lúc mà cơ thể nó phát tín hiệu mệt. Thì chúng ta không thể nào nạp canosin vào tế bào cơ bắp thẳng, mà chúng ta phải thông qua con đường gián tiếp, có nghĩa là bạn phải dùng beta-alanin và histidine trong cơ thể để tạo ra canosin, và canosin này nó mới đưa thẳng vào cơ bắp bạn được, thay vì là bạn uống thẳng canosin. Về cái cách sử dụng thì có lẽ các bạn hay ngộ nhận về cái việc là nó phải dùng trước tập như là một pre-workout, nhưng mà thực tế thì beta-alanin nó cũng giống như creatine vậy. Bạn có thể lót trong ngày, miễn cái lượng mà bạn lót nó phải ở cái ngưỡng mà cơ thể nó dung nạp và dự trữ được, và khi bạn tập cơ thể nó sẽ lôi beta-alanin ra xài. Thì beta-alanin á, cái mức tối thiểu mà bạn phải nạp là 3.2g trong vòng liên tiếp 28 ngày. Đó là với những bạn mà dưới 90kg. Còn đối với những bạn mà trên 90kg rồi thì chúng ta phải nạp từ 3.2 tới 6.4g hàng ngày. Còn trên 6.4g thì cơ thể mình nó sẽ tự đào thải, và cái mức vượt đó nó hoàn toàn không có tác dụng thêm cũng như là lợi ích so với cái việc là bạn nạp quá liều lượng. Nên là ở đây mình khuyên các bạn nạp beta-alanin ở mức 3.2g một ngày và liên tiếp trong vòng 28 ngày bất kể thời điểm nào trong ngày, bởi vì cơ thể của bạn sẽ tích tụ cái lượng beta-alanin mà bạn dùng nạp vào sẽ dự trữ trong cơ thể, và khi bạn cần thì cơ thể mới lôi ra xài thôi. Tác dụng phụ của beta-alanin là sẽ làm cho bạn ngứa, và khi bạn nạp mà trên 800mg và cơ thể của bạn nó sẽ xuất hiện ra một cái triệu chứng là ngứa toàn thân giống như kim chích. Tên khoa học là paresthesia, thì bạn có thể thấy cái dòng chữ này trên clip, và bạn có thể thấy là cái chứng này nó vô hại, có nghĩa là một cái phản vệ của cơ thể của bạn khi bạn nạp beta-alanin vào thôi. Và sau một thời gian, ví dụ tùy người, ví dụ 2 tuần 3 tuần trở đi, thì bạn sẽ mất đi cái cảm giác ngứa này. Và dĩ nhiên mất cái cảm giác ngứa không có nghĩa là beta-alanin không còn tác dụng với bạn nữa, mà là cơ thể đã quen với cái lượng beta-alanin bạn nạp vào cơ thể rồi, và cơ thể không phản ứng bằng cách ngứa nữa. Nhưng khi bạn tập thì beta-alanin cùng với histidine vẫn tác dụng đầy đủ tất cả những cái lợi ích cũng như là cái nâng cao hiệu suất của bạn trong tập luyện, nó hoàn toàn hữu ích, chứ không phải là không ngứa là sẽ không tác dụng nữa.